bà khơi tha nơi khôn ông bà ca sân nam dành nhóm này cam bà chứa tha sân là bà co sân là bà ca nít bà dương cứ tha ban ruom chùm này lẹ hạ bong cầm lãng cài chết cơ đôi dạy tha bì ca bà khôn ông ca chô ruom đằng hai khắp bôn cơ đôi dạy chô ruom nơi khôn ông ca mọc bà ca đơ bà dạy ca sà bái sà bái chú đa bò phô dương nơi đồng bọn đồng cô bọt nâng cứ tha chú ra co khlam này khôn ông cứ tha có mến ưu sật hôn môi đài cứ tha ớt chào đi ớt cầm thi thân chết cầm thi lạc nạ bà bà thoa cầm thi đâm bay bong phô chết dương á bà hay lỡ thằng anh đi cứ tha ưu có ban cái tha bà chọc nó bê sạc cam nóng hai khắp bốn đòi chục chơi hai có cùng bông tái cái tha bằng hai nó ở rộng sở bái nó toàn ở đây à lỡ xong xuống ở rộng to ta ở rộng ơi cho mấy tên là bê đại cam chỉ cho bạn phương nơi bất tạc mùi đi bà lại một phút chụp bố côn mà khám phía đà ra dương để bạn mà thử cái chụp hiệp rõ cái chụp hiệp rõ hơn bà thì dây bia rộng bình không hợp khám nha côn không hợp ở đây cũng hợp trong tha dương ban đồng lực làm vinh là sân nam như nhâm phía tây cả ca rạp hạc sát cho nó đám để phương bí bà rít cho cầm phía bỏ lúc môn lúc sẽ đại diện cho tư thì bọn ở vầy mối cứ bởi hai bia rút hiếp phim sẵn thì ai hôm sau mạnh nế ứ thằng ban thì ai thua chia ba cú bà rào hết đấy ba à đây phong ba phong ba phong sáng phong ấy nè lăng nạc cô Islam thì nhâm nước ban đây tha được trong ta ta hà rộm cô không ai cứu rút áo phía lại khó áo sông áo nhiên Islam thì nhâm là hốt sông cầm áo cầm áo kìm cầm tờ vinh ba sông áo nhâm chia chia bọ cả đây chia bọ cả đây ba sông áo rì chùm ràn chươn lươn ba đừng ơi ông miền ấy như vậy cho anh thế cứ xong khai khai bản năng bắt đầu xong khai nhầm nọ côn chụp bu cái nhạc cam ca chụp bu riêng rót thằng thứ ba chụp bu cái xuống bắp thon chặt sờ lạp chia bị sai sờ ma cung sờ lạp co mày ba đại lục bàn đuôi bàn đam cầm nết thưa ông miền rất là ca này là ba ca mùi đi cứ cùi thì dương tròn trăm tục nồng chật hơi ơi mau đi con ơi có một ban thạc cơ xuống rồi có sở mạc cung nâng cái chua cái quát cái chua cứ ở tê máu đại ca sở mạc chất ba cái gì tôi ta lược đi cứ lộp ai sở mạc chất ba muốn nâng lộp xua thả lâu ừ chương tao cho rùa ban ớt đòi mình miên bạc ca ấy tê nhóm thạc ban nằm bay chiệt dương tổ mũ ba nằm bay tốt chiệt nụ sao bà ri ba xe phải xa mình tên chẳng sống nhà sẽ đây chọc chăm sống nhà sẽ làm nhầm tất đó con cứ nuôi cứ rút rút bọc ôn con cháu chẳng o chia bởi chi chết khám ai chẳng mũ chẳng không bởi tê chẳng khai bởi tê sống tự thua dọc sẽ làm nhầm đi bà hay ở vậy để xong chạp rõm chứ kia ơi cứ tha môn cứ buôn đằng hai dương chạp bà đào tầm nào cá cứ tha mấy cái đau khăn mình tên đau khăn ấy mà tu sẽ gặp liền hãy bây nó cứ nẹ tu sẽ nà nẹ quam tôi nó phay khai cơ bốn nó hai ăn cá rồi sao liền tại mình tới cứ gặp liền nó liền tại mà phê là bây bà sao mà lại ao dương tao là chết chưa cái nhớ nó ớ nó thôi mất rồi ăn được mình bà bà tới tầng ơ tầng ấy bà bà chà chà nó cứ quát quát xuân tầng ốc bà ôi chú quát xuân nó mong xong bò ra mây tại thai là xa bà xa của cô xong ơi bắt đầu ơi rèn riêng lang vinh ba bao của lưu lao vinh mong toàn phật bị mọt phong con bắt từ vinh chứ bắt từ vinh hay sầm khăn cái tham mê nhưng không ngầm long pê đây cặp bông ta hai nó cứ sợ tùm sợ tùm hay tranh po gì mi máu mưa tao đôi rụng lịch ơi à các buôn sa la pa co sa la pa cái bao nhiêu cái tha sọt sạt khăn mình tên là bây giờ chập rõ bữa mà ní cứ chia cha để dễ cứ chia pi này ham mối đây ở bộ bè bờ rõ dương nơi tại miền mà nơi tại ẩm nay bao lúc nơi tại miền chẳng hết á ơi cô môi chân vượt này đi mai dương tổ o sông miên cầm lang cai cầm lang chất ở ban răng mòm răng mơ đôi bà no bà sát bà nó cứ bà sát để răng mòm pim ca mơ rồi quên năm mà hỏi ao dương răng đôi chân tổ o cái nia bà sông thái là xa xuân tiếp như ở nơi cung vung là hốt bà to à bị quát chỉ môi đâu là tha bị ba dương
ដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងចម្រើនអត់ចាញ់ប្រទេសណាទាំងអស់បាទបាទអរគុណច្រើនមែនតើមកដល់លោកអ៊ឹមសុកសុធុនដែលជាផលិតករដ៏ឆ្នើមមួយរូបហើយក៏ជាតួសម្ដែងដែលកំពុងតែមានគេឈ្មោះបោះសម្លេងមួយរូបឥឡូវនេះគឺថាបានរួមចំណែកជួយដល់ការលើកស្ទួយសិល្បៈវប្បធម៌នោះគឺច្រើនមែនតើបាទអញ្ចឹងអត់មានអីទេមានតែការជូនពរដល់អ៊ឹមក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បៈការនេះទាំងអស់ដែលបានរួមចំណែកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះឲ្យកាន់តែជោគ